Hello, Lợi xin mến chào tất cả các bạn mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn mình xem kỹ thuật ghém tô chi tiết một bức tường nhà phố các bạn. À, bây giờ xin mời các bạn mình cùng xem nha. Nếu các bạn cảm thấy mình chia sẻ có ích, các bạn cho mình xin một like các bạn, để mình có động lực mình làm những video mới nhất tiếp theo cho các bạn mình nha. Kênh mình cũng là chuyên nhận về xây tô ốp lát gạch cho các bạn tại quận thành phố Hồ Chí Minh nha. Mình có yêu cầu thì cứ liên hệ số điện thoại mình để mình giữ nha. Các bạn thấy mình chia sẻ có sơ sót hay cái kỹ thuật nào mà hay hơn cái này, các bạn xin mình đừng giữ cho mình nha, hay góp ý nào á.
Gracias.